Xin chào các bạn nha. Thì vừa rồi có một bạn yêu cầu mình là cập nhật lại giá dòng xe Honda Supra X nhập khẩu từ Indo này. Thì trùng hợp hôm nay là có khách từ kế sách Sóc Trăng ghé qua cửa hàng Mai Duyên mua nè, đang nổ máy luôn rồi đó các bạn. Mình sẽ cập nhật giá mới cho các bạn luôn ha. Đây là em trai đến từ kế sách nha. Còn đây là anh trai, là hai cha con từ kế sách Sóc Trăng mình, cũng là Sóc Trăng. Địa chỉ cửa hàng bên mình đó là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Đây là tuyến đường Triệu Nương cũng như là trung tâm chợ Mỹ Xuyên nè ha. Bây giờ mình sẽ báo giá ngay khi khách đang có mặt ở đây. Giá của nó hiện tại đang là 44 triệu. Giá xe này mình cam kết chính xác, đúng thời điểm và luôn luôn có sẵn VAT nha. Mình nhắc lại là 44 triệu, tức là 44 á. Rồi, hiện tại bạn Tuấn đã công bình và nổ máy, bây giờ đang vệ sinh xe cho khách nha. Các bạn mình nghe tiếng bô xe cái đi ha. Đây là phiên bản màu đen mờ, màu đen tem vàng đồng. Bên mình còn một màu nữa là màu đen đỏ ha. Bóng đèn halogen cho các bạn thấy hai bóng nè, rất là sáng. Pha nè, cốt nè, tắt đèn. Công tắc này là bao nhiêu em? 70 ngàn nha các bạn. Đây, ba nắp tắt nè, cốt nè, pha nè, vậy ha. Chút xíu nữa mình sẽ vô trong cho các bạn xem những phiên bản màu còn lại. Đây là động cơ. Đó, phun nó bò dày đẹp không các bạn? Rất là đẹp đúng không? Nè, nước sơn nè. Các bạn nhìn ha, nước sơn rất là mịn. Mẫu này thì nó hơi na ná chiếc Honda Future X của Việt Nam mình á, của Honda Việt Nam á, tem nè. Tem vàng đồng, tem dán nha. Màu đen mờ, bô nè. Thắng đĩa trước, thắng đĩa sau, cuộc xô qua, gác chân. Đây nè. Đồ xe là kiểu nồi đồng cối đá rất là cứng và dày. Đây, yên nè, êm. Và phía trong yên là có cổng sạc luôn nha các bạn. Bình xăng là 4,2 lít. Trong này có cổng sạc luôn, cốp để vừa bụng nó bảo hiểm nửa đầu. Ở đây là có luôn cái móc treo đồ nữa nè, thấy không? Còn ba ga này là mình gắn cho khách 250 ngàn. Ba ga inox 10 ly nha các bạn. Ba ga inox 10 ly nha. Khóa ở đây là khóa từ nè. Đó. Mới yên trên này luôn nha, giống như khu chờ mình vậy đó. Như vậy là mới yên nè. Và đây là khóa từ hai chìa nè. À, ok ha. Để mình vô số nha. Số 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Báo pha ở đây nè các bạn. Báo rẻ ha. Báo tốc độ, báo odo, báo xăng. FB chỗ này. N1234 nè. Trả nha. Đang gài số 1. Phuộc Suwa nha. Đó, sơn trần phuộc Suwa. Đây, cụm đèn hậu. Rồi, mời các bạn theo chân mình ra phía sau. Hôm nay đang là ngày gầm, gầm lớn, gầm tháng giêng đó các bạn. Ở trên là 24 tháng 2
2024. Hôm nay khách đến cửa hàng rất là đông. Đây ha, đây là khu vực kho ở phía sau nè. Đây là phía sau, rồi còn phía sau và phía sau nữa rất là nhiều. Trở lại với dòng xe Honda Supra X. Đây là phiên bản màu đen vàng đồng lúc nãy nè. Đây là phiên bản màu đỏ đen nè các bạn. Mời các bạn xem. Giá là 44 triệu. Và bên này là phiên bản bánh căm. Nè, giá ghi luôn nè. Bánh căm là 42 triệu. Đây, bánh căm thắng đĩa. Chiếc duy nhất tại cửa hàng luôn, màu đen bóng. Nó là thắng đùm phía sau nha. Phiên bản bánh mâm á, là thắng đĩa trước, thắng đĩa sau. Còn phiên bản bánh căm thắng đĩa là thắng đĩa trước và thắng đùm sau. Cũng sở hữu phục Showa luôn nha các bạn. Cũng có cổng sạc, móc treo đồ đầy đủ. Chỉ khác là nó không có thắng đĩa sau thôi. Còn bên này là Revo X, cũng nhập khẩu từ Indo nè. Đàn em. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc. Tất cả các dòng xe có mặt ở đây nha các bạn. Bất kỳ dòng xe nào bên mình cũng ship nha. Quay 110 nè, quay 125 nè. Với phí ship là miễn phí nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A từ Sóc Trăng đi tới thành phố Hồ Chí Minh và Sóc Trăng mình về tới Cà Mau. Còn nếu phải ship ra tới tận Hà Nội thì phí ship cũng chỉ có 500 ngàn thôi. Bạn nào quan tâm thì cứ alo cho nhân viên nha để được tư vấn chi tiết hơn. Mình cùng xem lại bản bánh căm lần nữa nha. Đây là màu đen, bản bánh căm thắng đĩa nha. Mình ra trước thì hai cha con đã về rồi, về cái sách rồi. Địa chỉ là cửa hàng của mình nè các bạn, số 67 Triệu Nương nha, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Đây, xe này là khách từ Cần Thơ xuống nè, 65. Bên mình là vẫn ship xe đều đặn đi toàn quốc, đi tới Hà Nội luôn. Và thậm chí là khách đi xe xuống đây cũng rất là nhiều. Từ thành phố Long Xuyên, rồi Bình Dương, Đồng Nai và thậm chí là Hồ Chí Minh vẫn xuống đây mua xe đều đặn bên mình nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video. Xin chào các bạn.